Sau khi công bố điểm chuẩn vào ngày 17 tháng 8, UEF đã tổ chức chào đón phụ huynh và thí sinh đến trường để làm thủ tục nhập học. Ngay từ sáng sớm của ngày đầu tiên, không khí tại trường đã vô cùng tấp nập. Nhà trường ghi nhận có đông đảo thí sinh, phụ huynh đến UEF để làm thủ tục. Trong đó, nhiều trường hợp ở các tỉnh thành cách xa Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mặt từ rất sớm. Theo quy định, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển vào UEF, các bạn thực hiện việc xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 27 tháng 8 và tiến hành hoàn thiện quy trình nhập học sớm tại trường để nhận được nhiều lợi thế. Có mặt tại UEF, phụ huynh và thí sinh được hướng dẫn để hoàn thiện các bước nhập học theo quy trình 7 bước, từ khâu nhận phiếu thông tin nhập học, nhận bìa hồ sơ nhập học, đóng học phí cho đến lịch sinh hoạt đầu khóa, tư vấn nhà trọ, tài liệu học tập. Với sự tận tình của đội ngũ tư vấn, quá trình này diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng. Dạ là em cảm thấy rất là vui và cũng là rất là lo lắng khi không biết là tới đây sẽ như thế nào. Nhưng mà tới đây thì cảm thấy rất là nhẹ nhõm vì được các anh chị hỗ trợ rất là nhiệt tình và hết mình, nên cảm thấy rất là vui. Em nghĩ UEF là một môi trường học tập tốt để em gửi gắm 4 năm đại học của em ở đây. Và với cơ sở vật chất hiện đại thì em không lo về quá trình học tập của em bị ảnh hưởng gì hết. Em cảm giác là hơi hồi hộp, không biết là những cái thủ tục đó làm thế nào, nhưng mà khi đến đây thì các anh chị rất là nhiệt tình hỗ trợ, nên là cái quá trình nhập học cũng dễ, với lại đơn giản, làm nhanh chóng. Nhất là em thấy cơ sở vật chất ở đây rất là tốt, có thể là phục vụ cho cái việc học cũng cao, cho nên là em chọn UEF. Thứ hai là ở đây các anh chị tư vấn cũng rất là dễ thương, cho nên là em nghĩ là môi trường học ở đây khá là phù hợp với lại hai đứa em. Nhiều thí sinh đến sớm đã nhận được ưu đãi 3 triệu đồng lệ phí nhập học. Đây là lợi ích dành cho 2.000 thí sinh đầu tiên hoàn thành thủ tục. Ưu đãi này áp dụng đồng thời với các chính sách học bổng mà trường triển khai trong năm 2024. Bên cạnh việc được hướng dẫn hoàn thành thủ tục, phụ huynh và thí sinh cũng bày tỏ sự ấn tượng về cơ sở vật chất cũng như môi trường học tập, sinh hoạt của UEF.